Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay thì có một chiếc Toyota WeGo chuẩn bị bán ra cho khách hàng. Thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về cái xe Toyota WeGo. WeGo hiện tại thì đang được hỗ trợ từ nhà máy là dàn phim cách nhiệt 3M xịn, bọc ghế da. Ngoài ra thì đại lý cũng hỗ trợ cho anh chị thêm một phần kiện nữa và giảm cho anh chị tiền mặt lên đến 18 triệu. Nên là tổng khuyến mại của xe giờ rơi đến 40 triệu tiền mặt. 40 triệu tổng khuyến mại. Giá xe thì là 385 triệu. Nên là cái giá sau khi ra biển, chiếc xe này đã đầy đủ phụ kiện về chỉ việc dùng, nó rơi khoảng hơn 400. Nó là cái giá tốt so với cái dòng xe hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc. Và xe đi khác biệt hẳn so với cái dòng xe hạng A khác, bởi vì trên thị trường dòng xe hạng A là chỉ có Brio và WeGo là xe nhập khẩu thôi. Còn tuy nhiên là cái Brio nó lại giá lại cao hơn khá nhiều so với mặt bằng phân khúc hạng A, nên là cũng ít được sự lựa chọn nhiều từ thị trường. WeGo này thì trong phiên năm 2022 thì bên em cũng có về được một số xe trước Tết. Tuy nhiên là nếu mà anh chị không vội thì có để đến ra Tết thì lấy, nó sẽ được màu sắc, nó sẽ được đa dạng hơn. Giá xe thì như em vừa thông báo bên trên nó còn tầm 400 ra biển. Chính sách trả góp thì bên em hiện tại đang hỗ trợ trả góp xe lên đến 80 hoặc 90% giá trị xe. Giá trị xe có nghĩa là giá trị trên hợp đồng ấy. Còn ví dụ giá xe hiện tại là 385 triệu, sau khi giảm giá đi thì em có thể làm tròn thành 370 ạ, thì mình sẽ được quay là 80% trong cái số tiền 370 đấy. Mình trả 20% là 74 triệu tiền xe trước, cộng với cả cái tiền thuế của cái xe này nữa, thì nó rơi khoảng tầm hơn 100 triệu là mình mang cái xe này về, đầy đủ hết cả phụ kiện rồi bảo hiểm thì là được mang được xe về rồi. Xe thì WeGo thì có rất nhiều màu sắc, tuy nhiên là cái màu sắc được lựa chọn nhiều nhất là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu cam. Những màu sắc được lựa chọn nhiều nhất, thì anh chị nào thích cái màu sắc như thế nào thì liên hệ giúp em sẽ kiểm tra cho anh chị cái lịch xe. Và ngoài ra thì nếu anh chị cần em tư vấn thêm về trả góp cũng như là cái cách thức để mình chọn phụ kiện làm sao nó phù hợp nhất thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Và em sẽ gửi cho anh chị cái hình ảnh màu xe cũng như là cái bảng kê về trả góp để anh chị có thể cân đối hơn với tài chính của mình. WeGo tuy là dòng xe hạng A giá rẻ thôi thì cũng được trang bị đầy đủ là đèn bi này, đèn gầm và la răng phay xước, rồi ngoài ra cũng được trang bị đèn đổ start stop, không thiếu một cái gì, màn hình Apple CarPlay, Android Auto và trang bị kèm theo cam lùi. Hiện tại là dòng xe hạng A và phân khúc chỉ trên 400 triệu thôi, tuy nhiên được trang bị đầy đủ những trang bị nó cần thiết. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em sẽ giới thiệu sơ bộ như vậy. Anh chị đã cần em tư vấn thêm thì liên hệ cho em qua số online. Em sẽ hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.